Chào mừng quý bà con đã quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của công ty Takio. Ngày hôm nay mời bà con cùng xem máy băm cành cây Takio TK65 băm cành cây gỗ tràm như thế nào nha. Với sự giúp đỡ của máy băm cây, rác thải xanh có thể dễ dàng được chuyển đổi thành lớp dăm hoặc mùn có giá trị, chẳng hạn như xây cành cây, cỏ rác thành mùn cưa, ủ thành phân vi sinh cho các loại cây, băm gỗ làm nhiên liệu đốt cho các lò hơi. Máy băm cành cây Takio TK65 có tác dụng băm những cành lớn kèm lá tươi thành dăm và mùn hữu ích với hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, an toàn. Máy băm cành nhỏ gọn dễ dàng di chuyển bằng xe máy, sử dụng động cơ xăng, có bánh xe giúp máy di chuyển trong vườn rẫy. Một cách dễ dàng, máy băm dọn tất cả các loại cành tươi, cành khô có đường kính từ 1 đến 7cm ra dạng dăm nhỏ là tơi xốp đất. Máy băm cành Takio TK65 được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật. Đặc biệt, nguyên liệu sản xuất dao băm bằng thép cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản, dao được trui điện cao tần, theo tiêu chuẩn của Nhật, giúp dao máy băm cây Takio TK65 sắc bén và có độ bền cao nhất so với các dòng máy băm cây tương đương. Tại thị trường Việt Nam, máy băm cây Takio là dòng duy nhất được bảo hành 18 tháng tại thị trường Việt Nam. Máy sử dụng động cơ xăng 7 ngựa, gọn nhẹ, dễ vận chuyển, dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Chúng tôi vừa giới thiệu dòng máy băm cây Takio TK65 cho bà con và băm thử cành cây tràm bông vàng khô. Nếu như bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ số điện thoại ngay dưới video để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hẹn gặp lại bà con trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.